Trong vĩnh ca prakul pin rung vốn, nẹ ca biết sử thị mạng bà chăm chân năm bì bọn mà phẩy bí, đó là cả nhà châm sĩ thó, trở bàn lục sợi chợ sử phiếp nơi dạy ca mà chạm mạng đồ sử thị mạng Campuchia, châm rung ai rạch thạp bì bá từ tùa sqoal pin rung vốn này, chỉ chiếng chào prakán, thua tục bộ mạng nânh mọc lời cả nhà mình thèm tiền. Chúng khuyên ta đầy ca phiếp sử căn này hào để thua ai miên ca từ tùa sqoal bì sử hạ công chiếc nâng ăn rạch chiếc. Mùi chùm nốn nâng dưỡng khởi nhờ tạm dịa cả bà đòi tiền vốn đi chì cả xã xóm nà xâm rạp cả nhà xong cả tựa bà nâng hay khi dô thà chì cả con xâm quà cả lò màu dưỡng khởi nhờ thà cả tựa quà nâng cả ai côn đồng lại dân lợi cảm chốn đi chì nhập nhơi cứ bì kháng cả chì chiêng bì rạp thà bà nâng khả nông sọc hay khi dô thà vì nâng rất tay bà xa bà dân chì rạp thà bà khả nông sọc nhưng chạp đà ai côn đồng lại nâng bà đòi nâng cách quà bì chăm bạch đò cảm chốn chì chiêng cả bà to trong ca cùng liên cùng hai được cả chọc cam được còn liên toàn là mối nâu trà phố tầng ớt nâng cư chia cất tắp bậc cách được bỏ thật hà ba đầy miên chai đang được không chỉ bắt chiếc nâng chỉ bắt ăn trả chiếc nâng trà. Bần tay lô cả ta ớn, xa má chức nâng chỉ nẹ nóm bịa cả nạ cam mặt tích ca sĩ thị mạng nô Campuchia bàn pháp vô chú bì dô thá pin rung vốn rô bọc rô xuống ca bỏ rô tê xã rốt ẩm rích cư chì rương rô bọc xã rốt ẩm rích khám miên ạc tì pôl nà mối mộc lơ rì rốt thà bì bà Campuchia nụ tì lô bần thay em thá pin rung vốn nẹ ca bia sĩ thị mạng nô ní cư chia chả rắc nà dô bái chả ràn chiêng. Tiên đồng vốn bác cử xuống ca bác tư hàm lịch để đo chun đo cả nhà châm thịt thó cứ chỉ riêng bác hàm lịch. Vì mình chạy toán được chạy được bộ lửa vấy mà lỡ hàn lập thiết kia được tay sử dụng nước cam bị chia tế. Khi thua dương đang thở ốc này thà cô lần dấu bài ca bác tư hàm lịch cứ có tổ lịch hát tịch bố lửa khăn ông niêm có chiếm hàm nát tổ lỡ bản đà bác tư chân chân. Chỉ vì sách thùm xanh dấu bài nấy bản đà riêng nên như ai tại có cầm bông ca bác khuôn bạc chân chỉ mùi bác tư chân nên bản đà bác tư chân chân tiết. Nhưng số thà ta tiên đồng vốn vốn phải đòi ở bục cung đại ngư bị chăng rót tha bị bán bục cung đại là mới chấp bảo cho rót tha bị bán cho bị chia chun Campuchia ông ca sủng cung dịch vụ sinh thiết đại trăng trai lực cầm buộc cà phê sụt đuôi hay ăn vót tuần thì phía cách bắc luôn là sau chấp bắp khmin pin là vốn ông tế chết đang tam giải này vẫn khơi bị chết cả nhà mũi được bao sao làm đấy nông ca đòi pin là vốn cứ chia pin là vốn đại miên trả rất là nhiều bài đại miên mình miễn thì pin là vốn sẽ thiện tu tất cả có thể chưa mũi khnê ní lời tập tình nâng xùm nua xù thá, ta rí rạch thạp bì bàl Campuchia, miên cài tổ tù sqoal pin rùm vốn ở bọc cả nhà châm sĩ thô đại rửa tế, lô cà ta ôn bàn bình chạy đằng thá. Mình miễn tẹp bọn ở vây đang tổ tù sqoal rì mình tổ tù sqoal kế, vì chi cọp khăn và dô bài ở bọc xung ca bọc thẻ hàm rích đại cót bọn cài pin rùm vốn ní, xùm ra tàu tơ bọc cô lô na đè miễn tiếp khá là hàn nửa khăn ông ca to và bị chăng từ nâng rõt thái bị bá lại chỉ rõt thức bà tay ạc viết tức này Campuchia bắt mình chấm mình cổng văn rưu mà mình ca chứ bà là vậy tức lưu bánh hàn y tế vì chỉ rưu xuyên bị kinh đánh trở lại và vậy là chú ca phần khăn được bỏ Campuchia cứ dương bằng to đại xa xoan đẹp hiếp áp bị vọt nên bằng cách mất đẹp hiếp tu trang sản lộp năm bây giờ bởi chí chừng Campuchia dương rút nơi sốc đông rồi bình yên nên khăn ông xa mạng đầy mình ca cổ rốt chứ đẹp tay bị bị rõt ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខាងលើនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាការមិនទទួលស្គាល់ពានរង្វាន់របស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធោពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជាការអនុវត្តប្រឆាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែលើកទឹកចិត្តដូចខ្ញុំបានលើកចឹងជាធម្មតាយើងឃើញហើយថាការឲ្យគុណតម្លៃមកលើសកម្មជននឹងគឺចេញពីសហគមន៍ខាងក្រៅច្រើនជាងហើយចំពោះនៅក្នុងស្រុកទូទៅច្រើនតែជាពលរដ្ឋជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់នូវកិច្ចគាំពារចាំបាច់ដល់សកម្មជននឹងបែរជាយើងឃើញហើយបន្តក្នុងការចោទប្រកាន់ឬក៏គំរាមកំហែងហើយការមិនបន្តក្នុងការផ្តល់នូវកិច្ចគាំពារហើយនឹងការទទួលស្គាល់នេះវាជាការប្រឆាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយចង់យើងឃើញហើយស្វែងបាររដ្ឋាភិបាលលោកថាមិនមានអត្តពលអីមែនប៉ុន្តែវាបង្ហាញនៅភាពផ្ទុយគ្នានៃការឲ្យគុណតម្លៃលើភាពសកម្មរបស់សកម្មជនដែលមានធានានៅក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិចា៎គួរបញ្ជាក់ថាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់ដែលខ្លួនហៅថាជាពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាពទៅដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនេះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ពីភាពក្លាហាននិងភាពជាអ្នក
ដែលគេទទួលស្គាល់ជាសកលនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតែទោះបីជាយ៉ាងណាកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទទួលពានិបានទេនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានឡើយដោយសារជាប់ឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនៅកម្ពុជា